Bây giờ chúng ta nghe anh Thịnh nói nha. Bây giờ anh Thịnh nói là thời tiết ở Sài Gòn như thế nào, anh Thịnh nói được không? Nói một hơi vài câu xem. Ba câu đi anh Thịnh. Anh Thịnh chuẩn bị nói ba câu tiếng Đức nói về thời tiết hiện tại ở Sài Gòn. Còn không nhớ. Das Wetter ist grass und es ist warm und es ist und geht in es ist redness. Bây giờ Thịnh nói lại một lần nữa, rồi Quỳnh với lại Đức cố gắng nghe, rồi nói xem chú nghe xem là hiểu được như thế nào. Bây giờ Thịnh nói là người Việt, nghĩa là trình độ của các bạn đang học tiếng Đức. Đó. Thì hai bạn nghe xem như thế nào, rồi sẽ so sánh là khi mà nghe anh Duy người Đức nói thì nó như thế nào, để mình thấy là nếu mình qua Đức thì mình cần phải khắc phục được những điểm gì ha. À, chúng ta cùng nghe anh Thịnh nói lại lần nữa ha. It is in Sài Gòn, rises grass, and it is warm. Gestern is as freshness. Giờ hỏi Quỳnh trước, Quỳnh nghe được câu gì không Quỳnh? À, nghe được từ gì không? Nghe được thời tiết ở Sài Gòn thì ẩm ạ. Có nghe nó nhiệt độ bao nhiêu độ không? Không. À, đã gì? Nói là tại vì Quỳnh chưa nghe quen. Quỳnh chưa nghe quen, Quỳnh nghe một câu thôi là hai câu sau Quỳnh không tập trung nghe nổi nữa. Chú đoán vậy có phải không con? Ạ. À, không sao, con mới học thì nghe được một câu trọn vẹn như vậy là tốt rồi. Bây giờ Đức nè, ba câu đó Đức nghe được thế nào Đức? It is warm. Còn câu cuối em không nghe được. Nghe không kịp. À, nghĩa là các bạn cái sự nghe của các bạn là chỉ tập trung được một câu thôi, hai câu, Đức thì được hai câu, Quỳnh một câu. À, tại vì mình mới học có một tháng thì mình nghe được như thế thôi. Đó là chuyện bình thường, không sao cả. Nhưng mà dần dần mình sẽ luyện kỹ năng nghe nhiều lên ha, khi cái vốn từ mình nó nhiều. Như là mình học nhiều, mình nghe nhiều, mình nói nhiều á, thì nó sẽ quen lên. Tại vì khi mình thi B1 là người ta cho mình nghe một cái máy, nó nói một đề về một đề tài gì đó, nó nói một hơi, giống như là mình đã để cái video của cái chị Deutsche Flex ở trên Discord, các bạn có xem chưa? Quỳnh con có xem chưa Quỳnh? Rồi ạ. Thì con thấy là giờ tàu, khi người ta nói giờ tàu đến tàu đi á, người ta nói một hơi như thế, có số giờ ở trong đó, thì chúng ta thấy là nếu chúng ta nghe không quen á, chúng ta không biết giờ tàu luôn á, nghe sẽ không biết người ta nói cái gì. Nhưng mà mọi người không quá lo lắng, khi mà chúng ta qua Đức rồi, chúng ta sống ở Đức rồi á, thì những cái âm nói đó dần dần chúng ta nghe sẽ quen. Nhưng mà trước trong lúc học thì chúng ta cũng phải chú ý là khi người ta nói mình phải nghe được như thế ha, giờ tàu tới tàu đi, tàu bị trễ tàu, hủy tàu, người ta nói hết trong cái video đó, là chúng ta nên thường xuyên, nếu mà rảnh á, mở lên tập nghe đi, nghe tới nghe lui, nghe dần nó sẽ quen nha. Bây giờ mình muốn ôn lại một chút về giờ giấc, nhưng mà chè sen thì mới ôn giờ giấc được, Thịnh cũng mới ôn được, chứ còn không biết là Đức được học giờ giấc chưa, mà Quỳnh thì chắc là chưa được học ha. Nếu vậy chúng ta bỏ qua cái chuyện này đi, không không ôn giờ giấc đâu. Bây giờ là mọi người muốn học tiếp như thế nào, muốn nghe video hay là bây giờ Thịnh nói hai bạn nghe hay như thế nào? Mọi người muốn ôn như thế nào mình sẽ hướng dẫn. Bây giờ Đức có muốn là luyện nói nhiều để nâng kỹ năng nói nghe lên không? Còn Quỳnh là con còn tập trung nghe nhiều nói nổi không? Nặng chưa biết. Dạ thì giống như anh nói là em hiện tại là nghe được một câu, bây giờ hỏi một câu rồi trả lời một câu, qua cái câu thứ hai là
Tại vì mình nghe cái câu đầu tiên xong cái trong đầu mình là bắt đầu ngồi mình dịch. Ngồi mình dịch cái câu thứ hai là không nghe được gì nữa. À, đúng rồi, vậy là trình độ bây giờ mình tạm thời là chỉ nghe từng câu một. Quỳnh cũng vậy, cùng ý kiến vậy đúng không con? Rồi đúng rồi ạ. Rồi vậy bây giờ Thịnh sẽ nói từng câu một với Duy ha Thịnh ha. À, nhưng mà Đức có muốn nói nhiều hay không? Dạ muốn ạ. Muốn nói nhiều, rồi bây giờ Đức hỏi Quỳnh nha. Hay là Quỳnh hỏi Đức đi. Quỳnh con muốn hỏi hay con muốn trả lời? Con muốn trả lời ạ. Không muốn trả lời rồi. Bây giờ nè, mình đưa dữ liệu để Đức hỏi nha. Em Quỳnh tuần vừa rồi là được học về bàn ghế, laptop nè, sách vở nè, kích cỡ nè. Đó, thì rồi tuần trước thì em được học về hỏi ve vi vas vô, tuổi, số đếm như vừa rồi đó là em có ôn lại số đếm. Rồi tôi tên gì, nghĩa là hỏi cách xưng hô làm quen. Thì bây giờ Đức sử dụng tất cả những dữ liệu đó. Em đặt câu hỏi với Quỳnh. Em muốn đặt trong những cái đề tài mà vừa rồi, những cái kiến thức vừa rồi thôi. Nếu hỏi ngoài kiến thức đó thì em Quỳnh không trả lời được. Bây giờ Đức hỏi đi. Đức có thể dùng câu hỏi mà hồi nãy Duy hỏi Đức đó là học tiếng Đức bao lâu, trường lớn không, nhưng mà nếu hỏi lại vậy thì nó đơn điệu quá. Giờ Đức suy nghĩ là những dữ liệu đó mình sẽ hỏi như thế nào. Chẳng hạn bây giờ hỏi là cái bàn học của em màu gì đó, Đức có thể hỏi được á. Hello, via Quỳnh trả lời. Danke, es Quỳnh chưa hiểu đúng cái câu hỏi của Đức. Đức hỏi lại Đức. Hello, Hello, it's high We Ich habe Aktien ja Con trả lời động từ dai, con không dùng động từ haber ha, con nói lại đi. Ich biết Aktien ja Đúng rồi, it's been chứ phải biết nè, biết là dùng cho ngôi đu á, là mới dùng biết, con nói lại là it's been. Wo Ich komme aus Hà Nội. In Hà Nội, yes. Ich wohne Hai Bà Trưng in Hà Nội. Hast du eine Zimmer? Câu trả lời với da hay là nai đó, mình con phải nhớ có cái từ da hoặc nai vô khi người ta hỏi đó. Câu hỏi là da nai, Frage đó. Anh hỏi đây ạ. Bây giờ Anh đang hỏi là em có một cái phòng không? Hast du einen Zimmer? À. nghĩa là con có phòng riêng hay không á. Ja, ich habe ein Zimmer. Hỏi cái phòng bay lớn. Wie Hỏi phòng bay lớn á, là con hỏi là
dùng cái từ lớn nhỏ ấy. Bạn hỏi dùng, bạn Đức dùng từ lớn nhỏ ấy. Từ lớn nhỏ đó là mình dùng từ gì ạ? Cái từ lớn là gross, cái từ nhỏ là client đó, mình sẽ dùng là Vcross, Tanishima, Tanishima. Maishima. Dù rồi. Zen mát cũng cũng zen mẹ Zen mét on phương sen Zen. mình cũng có thể hỏi ngược lại anh những vấn đề gì mà con cảm thấy là để mình hỏi qua hỏi lại đó, con cũng thể hỏi lại nếu con thân, nếu con muốn rồi trao đổi tiếp đi. Tức là em nói cái phòng của em á, một một chiều á là 10 mét, một Rồi chiều chia là 15. 10 nhân 15 đó. Rồi bây giờ hai bạn trao đổi tiếp, bây giờ Thịnh lắng nghe, nếu mà Thịnh thấy là có cái gì cần hướng dẫn hai bạn thì Thịnh cũng có thể xen vô nói là bạn nói như thế này mới là đúng nè ha Thịnh ha. Thịnh có học lâu hơn, Thịnh biết hơn rồi. Đức hỏi tiếp hoặc Quỳnh hỏi tiếp đi. Mình hỏi đây. What is handy number? My handy number Khoan, ngưng, ngưng noon. nha. Đức không nói số thật nha, nói số tưởng tượng thôi nha. Trên không gian mạng không đưa dữ liệu cá nhân của mình vô ha. Rồi, cho một cái số nào đó, không nói số thật. My handy number is noon, non. Noon non z z z Phải nói là nuôi noi chứ không phải nuôn noi, nuôi NULL, nghĩa là có cái âm non. đó, nuôi có cái âm L nó ở trong cái cổ họng của mình á, chứ không phải nói nuôn ha, nuôi noi noi á, mình nói noi rõ ràng ha. Rồi hai bạn cứ trao đổi tiếp đi, cứ trao đổi thoải mái, mình nghĩ cái gì trao đổi đó trong khả năng, trong cái dữ liệu mà vốn từ mình học á. Về màu sắc nè, hỏi về màu sắc nè, bàn tủ ghế, mình cũng hỏi anh Đức được những vấn đề đó ha. What has Nếu mà hỏi chung chung vậy là mình sẽ không hiểu, hỏi thẳng vô luôn bàn tủ ghế, là hỏi là trong phòng có nhiều đồ đạc không, có bàn có tủ có ghế có tranh không, hỏi thẳng luôn mấy cái từ đó luôn ha, hỏi thẳng vậy luôn á, còn hỏi chung chung vậy mình sẽ không hiểu. and Nếu mà hỏi cái phòng có cái quyển sách không á, là người Việt mình cũng không không hỏi như vậy ha. Mình có thể là nhưng mà mình nghĩ mà mình hỏi những cái từ khác đi, cái từ sách á, chỉ hỏi là đó. Nghĩa là cái này á, khi mình giao tiếp mình cũng phải có cái kỹ năng giao tiếp một chút. Yeah. Hồi nãy Quỳnh được học từ Reka đó Quỳnh. Đây là câu hỏi là da hoặc là nai. Nếu mà trong phòng con không có, con nói không. Phòng em không có. Không có Reka. Nai
máy thì mơ is kind Rika. gà hơn Rika. bề gà Nói maxima hát chứ không phải x. Nếu mà có nói x thì người ta hiểu là cái phòng của em là một cái không phải là một cái kệ ha. X nó nghĩa là thì cái này nọ ha. Còn nếu mà nó có hay không thì mình dùng động từ ha bên ha. Dường như con chưa được học động từ ha bên đúng không? học rồi à học rồi cũng quên À thì giờ con sử dụng nó lại nói đi, con sử dụng nó là phòng em, trả lời là không, phòng em không có cái reka. nay mai xin mơ ham ham bên khai về cả Con chia động từ há bên ra, tại vì maxim là nó ở ngôi thứ ba số ít ha, con chia theo ngôi thứ ba số ít đó Quỳnh.